vui dành cho những ai đang gặp phải tình trạng các bệnh lý về xương khớp, đó là thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm đã nghiên cứu và ứng dụng thành công một sản phẩm có tên là xương khớp Genki để hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp, tái tạo sụn khớp và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phòng khám của thầy thuốc nhân dân, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm. Mặc dù đã hẹn từ trước rồi nhưng mà cũng đang phải chờ rất là lâu. Vậy thì trong lúc trước khi chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm, hãy cùng với chúng tôi trò chuyện với một số bệnh nhân đang chờ thăm khám tại đây. Con chào cô ạ. Cô ơi, không biết là ngày hôm nay là mình đang tới đây để mình thăm khám về tình trạng gì cô nhỉ? Hôm nay là cô đến đây từ sớm đấy để chờ bác sĩ Xiêm khám. Thế cho cô bị xương khớp lâu rồi nhưng mà thấy bác sĩ Xiêm là các bạn cho cô biết là bác Xiêm rất là nổi tiếng về khám xương khớp. Hôm nay con cô đèo cô đến đây đấy. Vâng, vậy con chúc cô là sẽ sớm được gặp bác sĩ Xiêm cô nhé. Vẫn câu hỏi đó, con chào chú ạ. Chú ơi, không biết là ngày hôm nay chú từ đâu đến mà mình chờ lâu chưa ạ? Chú chào cháu. Chú từ Thanh Hóa ra từ lúc 4 rưỡi. Chú nghe nói là bác sĩ Xiêm là chữa khớp rất mát tay cho nên chú tìm ra đây bằng được. Có lẽ là chúng ta sẽ lắng nghe thêm những câu chuyện đến từ các bệnh nhân đang được chờ thăm khám ở đây. Con chào cô ơi, chia sẻ một chút về tình trạng của mình cô nhé. Chào cháu, cô bị đau khớp này là gần 10 năm rồi, đau lắm cháu ạ. Thì cũng nghe một người bạn thân coi giới thiệu đến gặp bác sĩ Xiêm, bác chữa rất giỏi và cô đã chữa ở đây rồi, bây giờ cô đỡ, cô đã đi được rồi. Hôm nay cô đến cô tái khám để cô lại lấy thuốc về cô uống tiếp. Vâng, vậy thì con cũng chúc cô là sẽ có thể chữa được dứt điểm tình trạng này của mình cô nhé.